Thế còn cái ranh giới bền vững chính là ranh giới của nhân cách. Tôi có nhân cách hơn anh tôn trọng tôi, nhưng vào một ngày đẹp trời anh có nhân cách bằng tôi hoặc hơn tôi thì anh vẫn tôn trọng tôi và tôi vẫn tôn trọng anh. Đấy chính là nhân cách. Nguyễn Hoàng có đặt câu hỏi: em chào thầy, thầy cho em hỏi là có tồn tại ranh giới giữa quản lý và nhân viên không ạ? Và ranh giới đó là như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy và chúc thầy an lạc. Như vậy trong câu hỏi của anh là có tồn tại ranh giới giữa quản lý và nhân viên không ạ? Và ranh giới đó là như thế nào? Như vậy trong đầu anh đã có ranh giới rồi. Thì thưa với anh là nó vẫn quay trở lại cái câu chuyện của giao tiếp. Câu chuyện của giao tiếp. Trong giao tiếp thì có hai phần, tôi nhắc lại thôi, một phần là vị thế và một phần là tâm thế. Vị thế là một là có cái quyền của người có tiền. Thứ hai là quyền của người có sức khỏe. Và thứ ba là quyền của người có chức danh. Như vậy có 3 phần nhé. Và 1 là quyền của người có sức khỏe, 2 là quyền của người có tiền và 3 là quyền của người có chức danh. 3 cái quyền này cùng với thời gian nó sẽ bấp bênh, có thể còn hoặc mất. Cho nên tôi khuyến cáo trong giao tiếp không dùng 3 quyền này. Vì 3 cái quyền này bạn dùng rồi và vào một ngày bạn không còn cái quyền đấy bạn dùng nữa thì trong giao tiếp người ta khinh bạn bằng mẻ. Thế thì sau đó là có 3 cái quyền của giao tiếp bằng tâm thế. 1 là sự hiểu biết về chuyên môn, 2 là sự hiểu biết về xã hội và 3 là có nhân cách. Vậy thì bạn nói rằng là giữa quản lý và nhân viên có ranh giới không? Tôi trả lời bất cứ ai ứng xử với ai nó đều có ranh giới của nó. Bởi nếu chỉ cần trí tuệ của hai người khác nhau thôi thì nó đã hình thành cái ranh giới rồi. Bạn nói chuyện với người ta bạn sẽ mất tự tin. Nếu một người họ có nhân cách hơn bạn, nhưng bạn có trí tuệ của bạn, bạn dùng vào chỗ lươn lẹo, thì bạn là thằng lươn lẹo, bạn gặp người nhân cách, nó đã có ranh giới rồi. Và bạn sợ. Bạn là thằng lươn lẹo nhé, mà bạn gặp người nhân cách, kiểu gì bạn cũng sợ. Bạn xem phim sinh tử là một ví dụ. Đấy, cái bác viện trưởng viện kiểm soát với bác giám đốc công an là bác có nhân cách. Có phải tất cả cái bọn lươn lẹo nó ma cô hơn bác ấy, nhưng nó gặp bác là nó cứ sợ, nó cứ run người. Rồi cái sự hiểu biết về xã hội, thì cái người nào họ hiểu biết tổng quan về xã hội thì cái ông giỏi về chuyên môn, kể cả giỏi có nhân cách đi chăng nữa, mà gặp một cái ông có nhân cách có chuyên môn, sao ông lại hiểu về xã hội, quy luật xã hội, thì lại nể người ta 10 phần. Vậy thì bản chất trong giao tiếp, trong cuộc sống, trong công việc, giữa người với người luôn có ranh giới. Và cái ranh giới ấy nó là ranh giới mềm của trí tuệ, của nhân cách, của hiểu biết xã hội. Còn tất cả những người mang cái chức danh, mang tiền bạc, mang sức khỏe ra để làm cái ranh giới, thì cái ranh giới nó sẽ mong manh. Nếu ông khỏe hơn tôi, ông dọa tôi, thì đến lúc ông yếu hơn tôi đập chết ông. Vì vậy nó sẽ qua lại. Nếu ông có tiền ông dọa tôi, và một ngày nào đó tôi có tiền tôi sẽ chế giễu ông. Nếu ông có chức danh ông coi thường tôi, đến khi ông về hưu tôi có chức danh thì tôi cũng coi thường ông. Và bạn dùng tất cả những cái quyền đó, ranh giới đó là những ranh giới không xuất hiện. Nếu bạn đưa cái đấy làm ranh giới thì ngày hôm nay người ta ngăn bạn, ngăn nhà họ, thì ngày mai họ sẽ ngăn nhà bạn. Và cái ranh giới đấy không nên dùng. Vì vậy người làm sếp hòa đồng với nhân viên, tức là đừng mang chức danh ra. Hai, sống theo phong cách sống của nhân viên, tức là đừng mang tiền ra dọa họ. Ba là đừng có bao giờ dọa đánh nhân viên, kể cả bạn to con hơn họ. Vậy thì ba cái quyền đấy không được dùng. Thế còn cái ranh giới bền vững chính là ranh giới của nhân cách. Tôi có nhân cách hơn anh tôn trọng tôi, nhưng vào một ngày đẹp trời anh có nhân cách bằng tôi hoặc hơn tôi thì anh vẫn tôn trọng tôi và tôi vẫn tôn trọng anh. Đấy chính là nhân cách, đúng không ạ? Vậy thì hãy dùng cái quyền của nhân cách, quyền của trí tuệ chuyên môn, quyền của trí tuệ hiểu biết xã hội, thì tôi đảm bảo rằng
giữa người với người luôn có ranh giới, nhưng giả sử vào một ngày đẹp trời nó có hết ranh giới chăng nữa thì cái sự tôn trọng lẫn nhau nó vẫn còn nguyên, còn ranh giới đương nhiên nó sẽ hình thành, và nó gọi là ranh giới mềm. Và chúc bạn nếu có làm quản lý thì hãy dùng những cái khoảng cách, những cái ranh giới mềm ấy để làm cho nhân viên họ hạnh phúc. Và nếu bạn có nhân viên mà bạn có được cái quyền nhân cách, cái quyền trí tuệ chuyên môn và hiểu biết xã hội, thì tôi tin chắc ông quản lý, ông ấy gặp bạn thì tự ông ấy cũng phải tạo một cái ranh giới tôn trọng bạn nhất định. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.